Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Romania, quốc gia châu Âu mà Thủ tướng từng học đại học và làm việc. Thưa quý vị, sau khi dự diễn đàn kinh tế thế giới WEF ở Davos, Thụy Sĩ và thăm Hungary, chiều ngày 20 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Bucharest, bắt đầu thăm chính thức Romania theo lời mời của Thủ tướng Marcel Ciolacu. Chuyến thăm chính thức Romania của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 1. Chuyến thăm này còn đánh dấu lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính trở lại Romania trên cương vị là người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Năm 1984, ông tốt nghiệp khoa xây dựng dân dụng, công nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép tại Trường Đại học Xây dựng Bucharest và có hơn 3 năm làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Romania từ tháng 3 năm 1991 đến tháng 11 năm 1994.